Rồi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là mình đến với cái thủ thuật mới, là chúng ta edit chỉnh sửa cái file ROM của BIOS. Thường cái ROM nó nằm trên chip RAM của main laptop các bạn ha. Thì trước khi vào vấn đề chính, mình sẽ chia sẻ với các bạn một vài cái thủ thuật nhỏ cho vui. Thì bây giờ trước mình đã chia sẻ với các bạn dựa trên chipset mà chúng ta có thể chọn được cái CPU phù hợp với cái dòng laptop của chúng ta, và cũng như là chúng ta kiểm tra RAM nó tương thích như thế nào. Rồi bây giờ chúng ta qua một cái phần nho nhỏ, qua một cái phần nho nhỏ khác là chúng ta tích hợp những cái driver, mà khá là ok trên cái win của hộ của chúng ta. Đấy các bạn thấy không? Mình chạy nè, đây những cái bộ driver nè, mình chạy tất cả là 25 cái driver các bạn ha. Chipset ha, rồi Intel Management nè, PCI nè, đấy mấy cái cổng ngoài mình không có cài các bạn nha. Đó, audio codec. Sau khi mình cài cái codec audio này là mình ghi âm khá là ổn các bạn nha. Nó có nghĩa là mình quay ra bằng cái Epson, cái chương trình Epson khá là nổi tiếng các bạn ha. Cũng may sao mà tự nhiên cái tìm được cái bản full này, nó lót cái là mượt luôn, dùng internet nó không có bị vấn đề bản quyền. Đấy, mình cài khá là nhiều đây, wifi. Nói chung là chúng ta chủ yếu cài wifi là chính thôi. Đấy. Chạy đồ họa luôn nè, đấy các bạn thấy không? Vô một cái Win Mini cứu hộ mà cài được khá là nhiều thứ. Hiện tại bây giờ đang dùng là gần tương đương với một cái bản Win thực sự cùng Win Mini nhé. Win Mini mà gần như cái bản Win thật sự thì nó khá là ok. Các bạn nào mà có nhu cầu gì nó cấp bách quá thì chúng ta có thể chạy cái bộ Win này. Nói chung mình giới thiệu sơ sơ thôi. Và bây giờ chúng ta vào vấn đề chính các bạn ha. Rồi, vấn đề chính ở đây là gì? Vấn đề chính ở đây khi chúng ta vào một cái trang giới thiệu về cái cách nạp ROM, cũng như là chúng ta biết được cái cách nạp ROM. Chúng ta có cái bộ tool, công cụ để chúng ta nạp ROM. Thì mình đã bỏ qua các phần đó các bạn nha, bỏ qua tất cả những cái phần mà ngoài lề đó, tại vì chúng ta là đối với cái người mà đã thành thành thạo và đã biết cách nạp ROM rồi mình mới chia sẻ cách này. Rồi bây giờ cách đơn giản thôi. Bây giờ chúng ta vào cái, chờ mình xíu, mình cài cái chương trình cốc cốc đã. Để mình cho các bạn xem luôn ha. Cài trực tiếp cái bộ này, cài trực tiếp khá là ok các bạn nha. Đấy, mình cài trực tiếp luôn, mình không có đắn đo gì cả. Quên, trước khi cài cái nó mạng internet chứ. Cái bản mini này của mình chưa nâng cấp, nó thành ra là vô mạng thì nó hơi hơi rắc rối cái là phải vô đây. Chứ bình thường người ta như bản của anh 5NV với bản của anh Thắng, mấy bản của anh Khiển, anh Khánh này kia là ok, lít ở ngoài là được rồi. Rồi, có mạng internet rồi, chúng ta cài online thôi. Thì mấy video trước mình đã chia sẻ rồi các bạn nha. Cái này mình không có chia sẻ chi tiết hơn đâu. Mình chia sẻ một cái nhỏ, đối với những trường hợp WinPE hoặc là những cái Windows của chúng ta, chúng ta vô một cái thư thư mục đây, vô ổ đĩa, các bạn thấy những cái file nó linh tinh như thế này, làm sao cho nó tự sắp xếp theo thứ tự như mình muốn đây. Các bạn vào view ha, view option, đây view option. Trước khi mà chúng ta xác định ở chuẩn cách nhìn như thế nào thì các bạn nên chỉnh nó trước đi ha, chỉnh nó trước đi. Bây giờ mình chỉnh view nè, detail, mình đã quen nhìn cái cách này rồi, detail ngày thì sau cùng, tệp thì sau cùng. Tất nhiên các bạn cũng phải rồi, sợ theo size nè, đấy các bạn nha, sợ theo size ha, đấy lớn size lớn nhỏ, tệp thì theo tệp này tệp kia, còn ngày là ngày tạo hoặc là ngày cũ, đây ngày tạo đây đó. Các bạn linh hoạt những cái này là chúng ta khá là nhanh nhẹn, hữu ích trong cái vấn đề chúng ta tìm kiếm và cái xem dữ liệu của chúng ta. Rồi bây giờ mình muốn lưu cái thiết lập này, thì như thế nào? Thì các bạn vào view rồi chọn option, rồi đây chọn cái trên folder ha, một cái thư mục mới hiện ra, các bạn chọn view trên Win 10, các bạn làm tương tự nha. Rồi chúng ta tạo apply to folder thôi. Rồi yes, trước khi mình làm này mình sẽ cho các bạn xem nè, mở cái thư mục mới nè, đây ha, mình đã apply cái này rồi nha, các bạn thấy không, đấy cột chia sẵn hết rồi nè ha. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái thư mục mới, các bạn xem nè, đấy các bạn thấy không, nó y hình đó đúng không. Rồi bây giờ mình cứ apply cái đi, rồi mình coi tiếp là như thế nào. Apply yes. Rồi ok. Xong. Rồi bây giờ mình thử nè, cái hồi nãy nè, đang đang ở đâu mất tiêu rồi. Đó, bây giờ nó nhớ luôn rồi nè các bạn nha. Đấy, các bạn thấy không? Bây giờ mình lừa qua lại.
vô ổ lại lại các bạn thấy không, nó lại nhớ thấy không đó, đấy là thiết lập chuẩn các bạn ha. Ok rồi mình thủ thuật nhỏ đó mình cho qua đi, nãy giờ 5 phút rồi trời, cũng nhiều chuyện ghê đó. Rồi chúng ta vào vấn đề chính. Các bạn mở trình duyệt web lên ha. Mở trình duyệt web lên, đây là những cái tính năng mình hay làm cho khách nè. Đấy, xóa cái tính năng tìm kiếm công cốc đây, các bạn gõ bit.ly suyệt winbe on. Đấy các bạn nhớ nhớ lên này nha, winbe on on winbe mega hdn hda viết tắt các bạn ha. Rồi đấy, đây là những cái trang hoặc là mắt ly à, mắt ly các bạn nha. Đây mắt mắt ly nè, mắt ly chứ không phải mắt lị các bạn ha. Rồi đó, đó là những cái trang mà mình hoặc là full shop 1 ha. Đó là những cái trang mình rút gọn các bạn nha. Rồi các bạn vào đây, các bạn vào đây chúng ta sẽ thấy thấy cái gì đây, đây cái thư mục mình tạo sẵn cho các bạn nha. Có ngày cái hay của cái những cái dữ liệu mà chúng ta được up trên cái internet đó, là nó có sẽ lưu ngày và giờ, thành ra các bạn sẽ biết được cái file này nó tại thời điểm ngày nào giờ nào. Giờ mình tải, ví dụ tải cái file này đi, tải file này về ha, rồi mình tải về luôn. Tải về luôn cho các bạn xem để chúng ta biết là thực sự là mình đang thực tế chứ không phải là làm cái file có sẵn. Làm cái file có sẵn vẫn được các bạn nha. Đây đây là tải về nè, các bạn lít đôi nó cũng tải nha, lít đôi nè, lít đôi nó tải về luôn nè. Rồi bây giờ nó tải vô đâu quên chọn rồi, vị trí lưu hiển thị thư mục đây. À, đây cho phép các bạn nha, cho phép cho nó tải về. Rồi F5 repeat lên nè. Rồi chúng ta xem, bây giờ chúng ta mở cái chương trình XV32 này lên. Các bạn chuột phải dãy nén đi, thành dãy nén này, dãy nén chắc tu với cái tên, thì cái file đó nó sẽ tạo thành cái mục, cái thư mục tên đó luôn các bạn ha. Rồi chúng ta vô đây chúng ta chạy. Rồi ok, bây giờ chạy được cái file này rồi, chúng ta sẽ mở cái gì lên. Các bạn mở cái Chrome này lên ha. Mở cái con, đây. Cái con Chrome BIOS này là cái con Chrome của HP450. Mình đã rename thành HP1000 ha. Rồi, mình ví dụ nó là HP1000 luôn đi. Bây giờ mình đổi lại cái mã HP450 thì như thế nào. Bây giờ trước khi đổi thì mình sẽ xem BIOS HP450 mình coi cái hình nó coi như thế nào, cho nó ra hình dạng cái BIOS nó như thế nào nha các bạn nha. Có nghĩa là trong cái tùy chọn BIOS các bạn ha, chứ không phải là mình đang coi cái là cái con BIOS đây HP450 để coi nó có hiện không. Ở đây nó hiện chưa chuẩn, để cho các bạn xem cho chuẩn rồi có cái hình BIOS nào nó chuẩn không. Rồi mình chuyển qua HP1000 các bạn nha. Chúng ta coi coi cái này là thực tế nên thành ra là mình phải kiếm cái thực tế cho các bạn dễ thấy để các bạn hình dung cho nó dễ ha, chứ thực chất là các bạn biết cái căn bản rồi, các bạn nhìn là đơn giản à, nó không khó lắm đâu. Ồ, ở đây nó không phải cái mục system này, không phải rồi. HP gì đó, mã này không đúng rồi, cái này không phải mấy phần book, không phải school book, thôi không có cái nào phải hết. Bây giờ mình ghi là BIOS, BIOS HP hả. Rồi ghi cái này nó không chuẩn rồi, BIOS ai bài hát B này. Rồi bài hát tắt B nó sẽ ra rất là nhiều, B 35
35 dB 4 đó, notebook modern. Rồi bây giờ mình sẽ HP notebook modern, rồi nó sẽ ra chuẩn hơn các bạn ha. Đấy à, bây giờ có cái sự cải tiến về cái tìm kiếm à, mình sẽ làm một cái video về cái khả năng tìm kiếm các bạn ha. Nói chung là tìm kiếm rồi chúng ta cần tìm cái gì cho chuẩn thì các bạn dựa trên cái tiếng Anh là chính ha, những từ khóa mà chúng ta thấy hiển thị trên màn hình mà chúng ta cần tìm. Đây rồi, ok, cái phần này mình sẽ cắt bớt các bạn ha, dài dòng quá. V4 nè, B top notebook, không có cái nào mà nó hiển thị mà cho đẹp một cái ta. Ấy để mình dừng xíu nè. Ấy nãy giờ tìm hoài không thấy. Bây giờ mình tải về qua điện thoại rồi bây giờ mình tải mình xem luôn các bạn nha. Rồi. Đây nè, đây. Đấy, đây là cái máy thực tế các bạn nha. Đấy mình chụp đây. À, đây sẽ mình sẽ mở cái công cụ Ben lên cho các bạn coi. Mở BMT. Mấy cái video này mình ấy thôi à, chứ hướng dẫn chắc mình qua video khác đi, này nó hơi dài dòng mà. Để các bạn có cái nhìn tổng quát ban đầu luôn cho dễ ha. Rồi bây giờ mình zoom lại nè. Đây ở đây thì nó có cái gì? À, đây mình chọn này. Rồi đây nè các bạn nha. Đấy, các bạn thấy không, cái dòng này á, khi các bạn vào BIOS cái dưới cái thư mục main này ha, F2 HP thì F10 F9 bút nhanh, F10 vô BIOS, thì các bạn vô BIOS rồi cái dòng main đầu tiên thì các bạn sẽ thấy được cái đây cái tên HP. Khi cái các bạn nạp ROM á, nạp ROM vô á, mà thành công á, thì nó sẽ báo cái tên này ha. Rồi ok thì các bạn vô, các bạn thấy nhưng thực chất cái máy này là HP 1000. Rồi HP 1000 các bạn nha, đây HP 1000 đây. Đây, đó. Các bạn nào muốn biết thì coi đó, cái thiết kế nè, đó. Coi có phải HP 1000 không nha. Thấy cái khung máy nè, cái phím nè. Đấy, coi phải HP 1000 không nha. Chung main HP 1000, HP 450 là chung một main nó thành ra chúng ta thay thế cho nhau được. Rồi bây giờ thôi video này mình hơi lãng qua cái vấn đề khác đi. Tại sao mình biết nó chung main? Bây giờ biết chút chung main hay không á thì các bạn gõ nè, schematic nè. Bây giờ video mình chuyển chủ đề luôn đi ha. Schematic HP 1000. Rồi có nghĩa là bây giờ mình chia sẻ với các bạn là làm sao để biết được nó chung một main đó. Video này mình chia sẻ hướng khác luôn đi chứ bây giờ nãy giờ nó linh tinh nhiều quá. Một cái video riêng là mình sẽ làm chính xác cụ thể cái thằng chỉnh cái mã ROM luôn các bạn ha. Bây giờ video này thì nó hơi linh tinh rồi, mình cho nó thành cái chủ đề khác luôn nè. Đấy các bạn thấy không, một cái mã main đây nó có chung nè, CQ45, CQ35, 2000, HP 2000 nữa nè, thấy chưa. Đó nó chung một cái đời đấy, thì nó chung một cái mã đây nè, HP 450, HP 1000 này các bạn thấy không. Gõ cái mã main schematic bản đồ ra là nó sẽ cho chúng ta thấy là chung một cái main. Còn muốn biết chắc hay không thì các bạn tải cái sơ đồ nó về ha, tải sơ đồ về đi rồi chúng ta coi những cái chi tiết cái phần bên trong nó thì chính xác là nó như vậy. Chính xác đây các bạn thấy không, một HP 1450 người ta ghi chú rõ ràng ha, là chúng ta biết ok là cái main này nó xài chung. Đó, các bạn chỉ gõ schematic thôi các bạn sẽ biết được cái dòng này nó xài chung main với cái dòng nào. Rồi để các bạn độ thay thế ha, độ thay thế linh kiện trụ trở rồi IC rồi BIOS ROM vân vân vân, rất là nhiều các bạn nha. Rồi nói chung là cái căn bản là mình chia sẻ cho các bạn là chúng ta tìm làm sao để biết được cái là dòng này nó chung với dòng kia thì chúng ta xài như vậy ha. Rồi đó là chúng ta có thể thay thế được cái những con IC, thì cái trên lưng IC nó đều có cái mã, cái tên ha. Rồi mình đo thử, mình gõ đi IC HP 1000 thử nó ra không nha. Cái này
đây nó có nè, nó có một số cái nè, đấy đấy trên nè, trên IC nó có cái dòng nữa các bạn nha, đây phân tích rõ ha, đấy đó để chúng ta biết được là chúng ta nhìn theo cái dòng mã này thì chúng ta có thể đổi được cho con nào ha. Rồi bài đó ROM BIOS WinBar ORD phải WinBar đây không? Không biết có ai chụp cái con này không à? Không có thì để lần sau mình chia sẻ một cái video riêng đi các bạn ơi. Chắc hiếm ai mà chụp không biết mình gõ cái tên đúng không nè, cái tên hãng nè. Đây đây các bạn nha, tải hình này vậy coi sao lưu đây, lưu hình ảnh đó, đây lưu nè, mở nè, xoay nè. Rồi ok, đây là các bạn nha, đấy đây là cái con BIOS các bạn ha. Đây đó, nó có tên là Winban mà tôi gọi Winbo không ơi. Rồi đấy các bạn thấy không, nó có cái mã ở đây nè ha, cái mã ở đây ha, cái mã ở đây chúng ta tra cái mã là chúng ta biết được nó là cái con đó là máy mê để chúng ta thay thế tương tự. Các bạn cứ coi cái con ROM này á, là một cái USB, cái thẻ nhớ nó chứa đựng cái gì bên trong là do mình chép vô ha, nó phải có cái công cụ riêng của nó các bạn nha. Rồi rồi mình giới thiệu cái công cụ riêng luôn đi ha. Rồi ok, mình giới thiệu với các bạn cái bộ công cụ nạp ROM ha. Đây cái bộ công cụ nạp ROM mà ở đây mình hay dùng nè, ở tiệm mình dùng nè ha, RT809 series F series các bạn ha. Đây cho các bạn coi cái giá ha, cũng như là các bạn có thể mua trên laptop luôn nha. Đấy, cái bộ này thì chúng ta dùng để nạp ROM, và cái phần mềm kèm theo cái bộ này á, thì chúng ta tải về chúng ta sử dụng vài lần, chúng ta coi hướng dẫn trên YouTube các bạn ha, cũng khá đơn giản, không có rắc rối gì nhiều đâu. Rồi chúng ta khi mà trích xuất cái file ROM ra thì chúng ta lưu để dành để làm một cái file gốc, để khi mà cái máy dòng đó nó bị password BIOS thì chúng ta bung ra, hoặc nó lỗi điều khiển, lỗi trình điều khiển như thế nào đó, hoặc là nó bị như cái nào mà chúng ta can thiệp nhiều phần cứng mà chúng ta không thể nào mà khắc phục được cái bệnh của laptop thì chúng ta nạp ROM các bạn ha. Rồi bây giờ đây là cái dòng máy, các bạn đã thấy rồi ha. Thì đấy thì chúng ta lợi dụng trên cái tính năng này để chúng ta chỉnh sửa cái file như ý muốn các bạn ha. Rồi bây giờ qua ảnh này mình sẽ dùng chung một cái link các bạn nha. Đây trong cái WinBIOS này ha, thì các bạn sẽ thấy cái thư mục rename ROM BIOS laptop nè, các bạn vô các bạn tải shop nha, tải những cái file cần thiết nha. Đây đó thì cái nãy trang đầu là mình giới thiệu rồi để cho các bạn xem rồi đó. Đây rồi cái cách nạp ROM thì các bạn xem thêm ha, xem thêm cái phần mềm cũng như hướng dẫn khác nha. Ở đây mình chỉ giới thiệu cho các bạn bộ công cụ và cũng như cái file. Rồi ok, rồi qua video sau mình chia sẻ cách để chỉnh sửa luôn các bạn ha. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.